Và kính thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam đặt mua vaccine coronavirus 19 của Nga, Anh Quốc cũng như là Hoa Kỳ. Đây là tin từ Việt Nam. Tờ báo Việt Nam Net ngày 21 tháng 9 năm 2020 loan tin, ông Trần Văn Thuấn là Thứ trưởng Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam khẳng định đã đặt mua vaccine coronavirus từ 3 quốc gia Nga, Anh Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông Thuấn không nói rõ số lượng vaccine được mua là bao nhiêu. Ngoài ra, việc mua vaccine thì ngành y tế cộng sản của Việt Nam vẫn tiếp tục đẩy nhanh việc nghiên cứu tự sản xuất vaccine. Ông Thuấn nói thêm, ông đánh giá công trình của 4 trung tâm nghiên cứu vaccine coronavirus của nhà cầm quyền là Vbiotech, Polivac, Ivac và Nanogen đều có triển vọng rất tích cực. Ông Thuấn thông báo dự trù là đến cuối năm 2021 thì các trung tâm nghiên cứu vaccine của nhà cầm quyền sẽ cho ra mắt sản phẩm của mình. Kính thưa quý vị, trước đó Bộ Y tế của Việt Nam thông báo sẽ mua vaccine của Nga đã gây xôn xao trong dư luận của Việt Nam khi vaccine của Nga chưa được tiến hành thử nghiệm ở giai đoạn 3. Không chỉ vậy, một số chuyên gia y tế của Nga cũng đã tuyên bố sẽ không sử dụng vaccine mà ông Vladimir Putin phê duyệt khẩn cấp cho Viện Nghiên cứu Gemalin thuộc Bộ Y tế của Nga sản xuất. Có nhiều người Việt đã tỏ ra nghi ngờ chất lượng vaccine của phía Nga, cho nên đã bày tỏ sẽ không sử dụng vaccine của nước này nếu như Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam mua. Trước phản ứng của dư luận, đến nay thì Bộ Y tế Cộng sản lại thông tin rằng sẽ mua thêm vaccine của Anh Quốc và Hoa Kỳ như là để làm yên lòng dư luận hiện nay.